Chào mừng sự trở lại của các bạn đến với kênh Cực Pha. Thì đây là cái UV gel nhé. Hello, love for you, Matthew. Yes. You can come now. Of course. Do you know where we are? 10525 Ramley Road, Sandalwood, okay? Yes. Okay. What time do you want to come? Thank you. Yeah, see you. Đây là cái chai Rum nè. Đó thì khi mà đắp bột á thì mình phải bỏ cái chai đó, bỏ cái nước đó lên. Cái nước đó là nó giữ cái móng nó không có bị líp á. Đây. Việc đầu tiên là mình phải làm ướt cọ nha. Thì tùy theo móng bự móng nhỏ. Mình lấy mình nhúng xuống một xíu nha, sau đó mình dập nè. Mình dập cho nó khỏi tràn nha các bạn. Mình dập nè, mình dập cho nó xuống nè. Khi mà đến cái đầu rồi đó, nếu mà bột dư mình cắt. Mình cắt xong là mình tém lại nè. Khi đắp bột này mình nhớ là mình đè nè, mình dặm mấy cái, mình dặm hai bên hông và cái đầu nè, nó phải thật là sát xuống cái cuticle luôn nha. Đó thì khi mình chạy nó sẽ đẹp hơn và nó không có bị, khi mà móng người ta ra nó không có bị hở. Đó, mình kéo nhẹ xuống. Không? Kéo xong rồi bắt đầu mình lấy cọ mình dập lại. Mình dập lại để cho nó chắc xuống luôn. Các bạn thấy không? Nó mượt. Nó nhỏ thì mình lấy nhỏ. Mình để lên rồi các bạn, xong mình nhúng xuống cái nè. Thấy không? Xong sau đó mình dập nè. Hai bên hông thì mình nghiêng vô. Hai bên hông thì mình nghiêng vô, ở trên nó thì mình thẳng. Mình không là mình nghiêng vô. Mình nghiêng vô để cho bột nó khỏi bị tràn. Và khi mình dập như thế này á thì bột nó nằm sát khi cái cổ á. Và khi mà móng người ta ra nó không có bị hở nha. Nhẹ xuống. Mình chút chút cái đầu móng nó xuống một xíu thôi. Móng to nè, thì mình lấy to hơn. Cái góc á, thì mình đẩy lên bằng cái góc. Sau đó nè, bên hông mình ôm. Bên này cũng vậy, mình ôm. Mình ôm là mình dạp dạp xuống ra khỏi hết móng. Thì mình cắt. Thấy không các bạn? Rất là mượt mà rất là sát cuticle inside. The light on? Yeah. Thank you. Đó, mình cái lấy gì nè. Mình để lên nhẹ xuống, kéo xuống. Mình kéo nhẹ xuống thôi. Mình đừng có đi cái cọ nó to quá, bột nó bị tràn ra ngoài thì cực cho mình. Mình dập dập cái cọ vậy đó. Bên này cái mình xong rồi, khi mình cắt bột xong rồi cái mình dập lại cho cái bột của nó xuống, nó nằm sát cuticle luôn các bạn, thấy không? Lấy bột nè, nhẹ xuống nè, mình nghiêng nè, biết cách dập á thì mình chạy nó đỡ cực hơn, nó mượt mà và hai bên nó ôm sát cái cuticle á, nó không có bị tràn á, thì mình làm nó sẽ nhanh hơn. Các bạn thấy không, mượt rồi nhưng mà thôi vẫn dập nè,
gập đen chi để cho nó áp sát xuống đó, lấy cọ nè, lấy bột nè, mình lấy nhẹ nhàng gì thôi. Can you relax? Yes, thank you. Đấy, mình gập lại tiếp, mình gập để cái đầu giữa hai bên á, mình phải chắc chắn là nó xuống luôn. Đó. Cái đây móng này lớn thì mình lấy nhiều hơn xíu, ha, mình kéo nhẹ xuống ha. Bên hông thì mình đẩy bằng cái góc bên hông, đó mình đẩy nhẹ lên, xong mình dập. Nhưng mà khi mình dập á là cái cọ của mình phải kéo xuống nha, vừa dập vừa kéo cho mấy nó khô nha các bạn. Đây, các bạn thấy đó, mình dập nó xong rồi nè, rồi sau đó rửa cọ nè. Đó, mình rửa cọ nha. The inside, can you out? Đây. Thì bộ móng đắp bột của Thoa đã xong rồi. À. Chúc các bạn làm thành công với cái mò cái đắp bột UV gel này nhé. Và đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Thoa và có những video tiếp theo để các bạn cùng xem nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đăng ký kênh của Thoa.